xe dừa. Xin chào quý bà con. Hôm nay Thế Giới Máy xin mời bà con cùng Thế Giới Máy test máy băm đa năng Takio, băm sơ dừa, băm rơm để bàn giao cho khách trồng nấm rơm. Trong những năm gần đây, nhu cầu chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch tăng cao. Việc sử dụng cám tăng trọng hoặc thuốc kích thích tăng trưởng hạn chế dần, vì vậy, bà con thường tự chế biến thức ăn chăn nuôi từ những nguyên liệu sẵn có ở nông thôn như ngô, cỏ voi, cây sắn, bà mía, sơ dừa v.v. Máy được thiết kế với hai chức năng chính: băm các loại rau, cây cỏ voi, cây sắn, cây ngô, cây chuối, sơ dừa, băm rơm, bã mía vân vân cho vật nuôi. Nghiền các loại hạt ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, vân vân cho gia súc, gia cầm. Ưu điểm máy băm cỏ, nghiền đa năng Takio. Máy được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Khả năng băm nghiền đa năng Takio giúp nhà nông tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đầu tư các loại máy móc băm nghiền khác nhau. Thiết kế máy gồm có hai cửa nạp nguyên liệu, hai cửa xả và một bùng băm nghiền thức ăn. Dùng động cơ 3kW chạy điện một pha, phù hợp với mọi hộ gia đình. Dễ dàng sử dụng, hệ thống dao được nâng cấp hơn cho hiệu quả năng suất cao. Máy băm nghiền đa năng Takio giúp bà con chăn nuôi dễ dàng nghiền nhỏ nguyên liệu, tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, sản phẩm băm. Nghiền nhỏ giúp cho hệ tiêu hóa của vật nuôi dễ dàng hấp thụ nguồn dinh dưỡng trong thức ăn, tăng khả năng miễn dịch, gia súc, gia cầm sẽ nhanh lớn, chất lượng thịt được nâng cao. Ngoài ra, nguyên liệu được băm nghiền nhỏ ra có thể ủ làm phân bón cho cây trồng. Một bịch này, một bịch sơ dừa mang về thôi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.